Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới này của mình. Hôm nay mình dùng giọng thật để lồng tiếng cho video gần gũi hơn. Gần đây mình vẽ tranh original nhiều rồi nên là giờ thay đổi tí. Mình đang fan art bộ pháp sư tiễn tán, nhân vật Freeran và Himmel. Dung lượng điện thoại có hạn nên phần sketch quay được có tí xíu vậy thôi. Đây là sau khi mình scan lên giấy màu nước. Thường thì mình thấy bản sketch lúc nào cũng đẹp hơn bản scan, không hiểu lý do vì sao luôn. Bây giờ tới phần tô màu. Họa cụ thì là mình sử dụng giấy Canson 1557 và màu Van Gogh, màu Holbein và màu Winsor & Newton. Cho mấy bạn xem góc vẽ của mình. Mình hay ra quán ngồi, mình tập trung hơn khi vẽ ở đây so với ở nhà. Và ở đây cũng có ánh sáng tốt nữa. Phim này mình xem trên YouTube, xong rồi không chờ được phim ra mỗi tuần, cho nên là mình tìm truyện để xem. Phải công nhận bộ anime này rất là hay và rất là hợp với mình. Nhưng mà sau đó thì mình dừng xem để mà vẽ, làm TikTok, YouTube, Instagram nè. Mình vẽ tranh original của mình. Cho tới hôm nay mới nổi hứng muốn fan art, với lại mục đích chính là để tìm thêm người xem. Phải nói sao ta? Tại vì mình flop quá, cho nên là mình phải vẽ những thứ mà mọi người biết nhiều. May mà có bộ này vừa nổi mà cũng vừa đúng kiểu mình thích. Hy vọng sẽ thu hút được nhiều bạn. Sau video mình sẽ tiếp tục vẽ OC. Mình sẽ redesign lại và làm một cái challenge Draw This In Your Style. Từ lúc đó mình sẽ đăng trên Insta, Facebook. Bạn nào thích có thể tham gia. Còn quà thì chắc là sẽ cây nhà lá vườn. Có thể là một chiếc tranh request từ mình. Tô tranh này mắc cười lắm. Tôi được mới có 30 phút. Mình không biết phải tô làm sao nữa. Lý do là vì mình không có sketch color, làm cho mình phải ngồi suy nghĩ rất là lâu. Và nó đã dẫn tới một sai lầm nghiêm trọng mà mình sẽ phải vẽ lại từ đầu. Đó là mình tô phần da mặt của Freeran bị lố. Như thế nào ta? Gọi là giữa expectation và cái reality nó thường khác nhau. Mình thì muốn nó kiểu ánh sáng chiếu trên cái mặt, nhìn nó ấn tượng. Nhưng cuối cùng mình đắp lớp nhiều quá thành ra màu da nó bị đậm. Và giải pháp để chữa cháy là mình dùng màu poster để tô đè lên. May mắn là hồi phục lại được. Sau đây là cách mà mình tô phần bụi cây phía sau. Mình sẽ chỉ ra từng bước để cho các bạn tham khảo nha. Đầu tiên mình base với một lớp màu xanh nhạt. Màu này thì mình mix từ màu vàng chanh, có hơi xanh một chút cộng với một ít màu vàng. Tô đều hết. Ở phần base này thì mọi người cũng có thể thêm vào kỹ thuật wet on wet, chấm màu thêm để cho lớp base của mình nó đa dạng. Sau khi lớp đầu tiên khô rồi thì mình sẽ chuyển sang bước thứ hai. Đó là mình dùng màu xanh pha với một chút màu nâu. Màu xanh của mình sẽ hơi trầm một chút và màu lần này sẽ đậm hơn màu ban đầu. Mình vừa tô vừa tạo chiều sâu, vừa tả vài những cái lá. Cuối cùng thì mình dùng một màu đậm hơn. Mình ở đây thì mình dùng màu lá hơi vàng để nhấn thêm cái phần chi tiết cho cái bụi cây. Tới khúc này xung quanh nhà mình bắt đầu nhộn nhịp nên mình sẽ để máy thay lời muốn nói cho mình. Bông hoa màu xanh này đặc biệt nên mình muốn tô nó nhìn thật sống động. Sẽ cho nó loang bên ngoài đậm, bên trong nhụy thì trắng, như kiểu phát sáng. Mình sẽ tô bay một lớp màu thật tươi, màu xanh này là màu xanh của con công á. Để màu lên đẹp mình sẽ dậm 2-3 lớp rồi sau đó dùng màu tối để blend từ ngoài vô trong. Bước cuối mình dùng màu poster trắng vẽ nhụy hoa nữa là xong. Để tăng sự lãng mạn, tô thêm những cánh hoa bay xung quanh. Giờ cùng mình xem tranh hoàn thiện sẽ như thế nào nha.
Xem xong mọi người nếu thích hãy cho mình một like và có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tuần sau.